Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 21 Tây tháng 5 năm 2019. Tất cả huynh đệ chúng ta như thường lệ giờ phút này chúng ta bắt đầu tiếp tục nghiên cứu về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 91 và có lẽ bữa nay là chúng ta kết thúc cái chương thứ 9, đó là chương Pháp Môn Bất Nhị. Đây là kỳ thứ 91. Thưa quý vị, thì sở dĩ tại sao cái chương Pháp Môn Bất Nhị này mình đi qua cái tới kỳ này là kỳ thứ 15 mà nghe, lần thứ 15. 15 lần triển khai phân giải cái chương Pháp Môn Bất Nhị này. Bởi vì cái chương này là một trong những cái trọng yếu của cái kinh Duy Ma Cật, để nhằm nhắc nhở cho hành giả chúng ta bớt đi, vơi đi, thậm chí không còn những cái phiền não khổ đau trên trần đời này. Tại vì xưa nay những cái phiền não khổ đau trên trần đời này là tại vì chúng ta sống quá nhiều với cái sự đối đãi. Như kỳ trước chúng ta có học hai cái vị Bồ Tát mà học vừa qua đó, đó là Bồ Tát Bảo Ấn và Bồ Tát Nhạo Thuyết. Bồ Tát Bảo Ấn thì trình bày cho chúng ta biết rằng cái vấn đề ham mộ Niết Bàn và cái vấn đề mà nhàm chán sanh tử. Ham mộ Niết Bàn, nhàm chán sanh tử. Chứ ham mộ có nghĩa là yêu mến đó mà. Chứ nhàm chán có nghĩa là ghét bỏ. Mà nếu trên trần đời này mà chúng ta còn kẹt trong cái sự yêu mến, còn bực bội cái sự ghét bỏ đó, thì coi như chúng ta còn cái phiền não khổ đau. Thì các vị cũng biết rồi, cái nguyên nhân mà sanh ra mọi cái thứ phiền não khổ đau là như tôi đã trình bày, là tại vì chúng ta bị kẹt chấp trong vấn đề đối đãi. Giá như mình thương ai đó, mình yêu mến ai đó, thì coi như là mình muốn người đó nó thuộc về mình. Để rồi mình có những cái sự lo lắng, ích kỷ, dại khờ, bảo thủ. Thì như vậy là không nguyên nhân đau khổ là cái gì. Còn mình ghét ai đó, thì mình muốn coi như người đó không lãng giảng trước mặt mình. Người đó coi như là không gần gũi mình. Mình phủi. Mà khi mà mình gặp cái người nào đó mà mình không ưa đó, mà lãng giảng trước mặt mình, thì coi như con người mình nó khó chịu, nó sốn sang, nó bức rứt, nó khổ đau. Như vậy thì các vị cũng đủ thấy rồi, yêu cũng là nguyên nhân của đau khổ, mà ghét cũng là nguyên nhân của đau khổ. Vì vậy mà nếu chúng ta ham mộ Niết Bàn, chúng ta nhàm chán sanh tử, thì đây là nguyên nhân để sanh ra mọi thứ phiền não khổ đau. Mà Bồ Tát Bảo Ấn nói rằng nếu như mà có trói thì mới mong mở trói chứ. Còn người không bị trói thì ai cầu mở trói để làm gì? Cho nên chúng ta học đạo, hiểu lý đạo thông suốt thì chúng ta mới thấy rằng bản lai tự tánh của chúng ta
Niết bàn bồ đề của chúng ta nó chính ở nơi trong trong chúng ta, chứ không có phải cầu cạnh bên ngoài mà có. Từ xưa tới nay chúng ta cứ tạo những cái nguyên nhân đau khổ, rồi chúng ta quên đi. Thế rồi tới cái ngày nó đơm qua kết quả, rồi nó trổ ra cái nguyên nhân đau khổ, nó thành tựu nguyên nhân đau khổ, rồi chúng ta hoảng hốt, chúng ta chạy đi cầu tìm để chúng ta van xin nài nỉ để cho chúng ta được xa rời cái khổ đau đó. Ai làm? Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn ở quê nhà, trước cái chùa, trước cái am của trong cái chùa có cái am phát của tôi, tự nhiên nó có mọc mấy cây đu đủ, cho tới ngày nó có trái đầy trái luôn, phải lấy cây mà chống đỡ nó. Lúc đó có nhiều vị nó ô sao nó lạ thế, sao nó lạ thế, là tại sao trước thất thầy có cây đu đủ mà trái quá trời như vậy, mà nó như vậy. Tôi nói sao mà lạ được. Cái nguyên nhân mà ngày hôm nay có cây đu đủ nó mọc trước thất tôi là tại vì các bà đem đu đủ mời tôi ăn. Rồi tôi ăn là tôi phủi cái hộp xong là tôi lấy tôi luyện ra cái bồn bông đó. Mà tôi không chú ý rằng là cái hộp này nó là nguyên nhân để lên cây đu đủ tới ngày hôm nay. Tôi luyện ra đó mà gặp cái phân mùng, phân ướt, cho nên nó bị lấp vùi, rồi dần dần nó ướt đó mà nó mọc lên cái cây đu đủ con, mà rồi mình cũng không có nhổ nó làm gì, và để cho nó bây giờ nó thành một cây đu đủ lớn và nó có trái đu đủ như thế này, chứ có cái gì mà không là nguyên nhân của nó đâu. Thành ra cuộc đời này, thưa các vị, con người mà quá yếu hèn, quá nhu nhược, quá bi quan, cho nên con người đó mới mong cầu cái bồ đề niết bàn ở ngoài cái tự tánh thanh tịnh này. Chứ còn tất cả chúng ta đều có bồ đề tự tánh, đều có niết bàn tự tánh. Chúng ta học đạo là chúng ta học cái đó đó. Chúng ta thông suốt đạo là thông suốt cái đó đó. Để chúng ta mới an lạc, mới bằng lòng được. Còn không là các vị học đạo một cách mơ hồ, học đạo để rồi một cách mua vui, thì coi như các vị không có được gì hết. Giáo nghĩa Đại Thừa muốn nói lên cái đó, muốn nói rằng tất cả chúng ta đều có niết bàn tự tánh, đều có bồ đề tự tánh, đều có Phật tánh, đều có Phật chất ở trong đó. Rồi Bồ Tát Châu Đảnh thì lại khuyên ta là chớ có phân biệt chánh đạo hay tà đạo. Cái chỗ này thì tôi xin thưa là tôi bị kẹt nè. Mà không phải chẳng những riêng tôi, mà tất cả đại đa số chúng ta đều bị kẹt ở chỗ là phân biệt chánh đạo hay tà đạo. Nhưng mà các vị nên nhớ, chúng ta đang học ở đây là học Liễu Nghĩa Kinh, học cái đỉnh cao của Bồ Đề Vô Thượng. Cho nên tôi xin mở rộng ý này ra đó. Nếu như có người hỏi rằng như vậy thì người tu hành rồi thì không còn cái tâm phân biệt hay sao, và hỏi rằng Đức Phật của chúng ta xưa kia có cái tâm phân biệt hay không, hay là không. Mà nếu Phật có tâm phân biệt hay không, mà sau khi Đức Phật nói pháp, có khi Đức Phật cũng nói đây là chánh, đây là tà vậy. Như vậy thì giữa cái lời kinh này và giữa cái lời của cái hành trạng chư Phật trước kia là sai biệt hay sao? Dạ thưa không. Xin trả lời rằng không. Pháp của Phật xưa kia cho đến ngày nay đó, thật sự là không có phân biệt chánh tà. Nhưng sở dĩ mà có phân biệt, có nói chánh nói tà, là tại vì cái sự lợi ích cho chúng sanh. Vì sự lợi ích cho chúng sanh cho nên mới nói phân biệt như vậy. Chứ thật chất
Đức Phật không có dụng ý triệt hạ giáo lý người khác để đưa cái giáo lý mình lên đỉnh cao. Không có. Đức Phật không có ý đưa cái của mình lên mà để triệt hạ cái của người khác. Bằng chứng tôi xin phép cúi đầu với các vị, bản thân tôi cũng như vậy. Dầu tôi chưa là một cái bậc gì cả, nhưng mà những gì tôi nói nếu các vị mà không nghe từ đầu tới đuôi thì các vị cứ nghĩ rằng giống như tôi đánh đổ, tôi đạp đổ, tôi hạ người khác để tôi đưa mình lên vậy. Thưa không, có cái gì của mình đâu. Ngay cả như Lai Thế Tôn Ngài nói rằng nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Những cái lời kinh của Như Lai nói cũng như giống như ngón tay chỉ trăng. Thì tôi là cái thứ gì mà tôi đạp đổ người khác để tôi đưa mình lên chứ. Chẳng qua cái tính khí của tôi nói ngay, nói thẳng, nói không có khiêm nhường để muốn hiển lộ được cái trong sáng màu nhiệm của nền giáo lý đạo Phật vì cái lợi ích chung vậy thôi. Cho nên nếu những người mà có một cái tâm hồn rộng mở đó, thì các vị có sự cảm thông. Cảm thông và thậm chí còn càng thương xót cho tôi hơn chứ. Tại sao tôi không tôi dạy khờ mà tôi không biết nói ngon nói ngọt như mấy ông thầy khác mà gặp Phật tử vừa lên pháp tòa hỏi khỏe không, Phật tử có vui không, Phật tử có dễ thương không. Tôi thừa khả năng làm việc đó mà tại sao tôi lên cái là tôi quýnh rầm rầm. Tôi quýnh đây là vì cái gì? Các vị nghĩ là vì cái lợi cho tôi ư? Thưa không, lầm rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta tu hành, chúng ta cũng không có rộng mở chỗ đó, chúng ta còn ích kỷ lắm. Chúng ta chưa có cảm nhận được cái hy sinh của người khác. Nếu chúng ta không cảm nhận được điều đó thì chúng ta nghe pháp thì nó có lợi ích chi? Cho nên tôi nói cho đại chúng cái điều mà tôi muốn nói như vậy. Như vậy Đức Phật xưa kia Ngài nói pháp, Ngài cũng nói chánh nói tà, Ngài cũng có sự phân biệt, nhưng mà phân biệt ở đây là vì cái sự lợi ích cho chúng sanh. Chứ không phải Ngài triệt hạ cái giáo lý người ta để Ngài đưa Ngài lên, Ngài đưa cái giáo lý Ngài lên, không có. Giáo lý của chư Phật hay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là kết tinh của vũ trụ. Rồi những cái thứ mà tôi nói bây giờ đây là lời của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như lời của chư tổ cũng là kết tinh của vũ trụ, của vạn hữu. Chứ tôi có biết cái gì đâu. Tôi có hiểu cái gì đâu, tôi có chứng đắc cái gì đâu mà của tôi để mà tôi triệt hạ người khác chứ. Cho nên thưa các vị, mình hiểu được điều đó để chi vậy? Tại sao Ngài Châu Đảnh khuyên ta chớ có phân biệt chánh đạo hay tà đạo? Là ở đây Ngài muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ cái chất từ bi trong tâm của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta kỳ thị, chúng ta phân biệt, chúng ta nói đây là chánh đạo, còn kia là tà đạo, thì có nghĩa là chúng ta chưa có bình đẳng. Chúng ta còn có tâm kỳ thị, còn có tâm lấy bỏ, còn có tâm... là yêu hoặc ghét. Cho nên vì vậy mà Ngài Châu Đảnh nhắc nhở chúng ta rằng là phải bỏ cái tâm kỳ thị, bỏ cái tâm đối đãi. Thưa đại chúng, những ai đã bằng lòng mà có duyên, có cái chủng tánh đại thừa, có cái duyên nghe pháp cho tới bây giờ này, hiện bây giờ này còn nghe được những lời tôi chia sẻ đây, có nghĩa là mình đã cùng một cái quyến thuộc, cùng một cái duyên, gọi là cùng nguyện, cùng hạnh rồi đó. Còn những ai mà nghe không được, nghe không nổi, nghe không bằng lòng, thậm chí còn chửi bới, còn công kích, còn đánh phá, thì thật chất tôi cũng đã gầy cho họ cái duyên rồi đó. Tôi đã gầy cho họ cái duyên rồi đó. Hà cớ gì mình không đồng thuận thì mình cứ tách thuyền sang bến khác. Hà cớ gì mình nghe rồi mình chịu không nổi, hoặc là mình không có vừa ý rồi mình đi chửi bới, đi công kích người ta là sao? Như vậy là không gầy cái duyên là sao?
Bởi vì thế gian họ nói con quan thì lấy con quan, móc túi thì lấy giật đồ. Những cái người mà ngang ngược, những cái người ngang ngạnh, những cái người bướng bỉnh thì phải gặp những cái tên bướng bỉnh như tôi, sổ sàng như tôi thì mới tạo cho họ một cái duyên được chứ. Chứ còn những thầy mà hiền, thư sinh, nho nhã thì những cái người đó họ mến là chuyện đã thường. Nhưng mà thật sự họ mến thì chưa chắc họ nể phục, thậm chí họ còn khinh bỉ nữa cơ. Còn tôi như vậy đó, thưa các vị, Phật đã nói rồi, năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tạng chúng sanh giới. Dầu có độ chúng sanh nhiều, vô lượng, vô biên đi chăng nữa cũng đừng có hòng chuyển cái thế giới chúng sanh này, hết cái giới chúng sanh này thành thế giới Phật. Như vậy thì tôi phải cái người nào đáng năng độ thì cùng nguyện, cùng hạnh. Thì bây giờ các vị nghe như thế này, có nghĩa là các vị đang trên bước đường cúng dường chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Còn những người nghe không nổi mà thậm chí còn giận hờn, còn chửi bới, còn công kích, còn đả phá tôi, thì như vậy họ không quyến thuộc tôi là gì. Thưa các vị, không có cái gì vô cớ của nó cả. Thành ra bây giờ tôi nói cứ việc ai đó không ưa cứ chửi đi, bôi nhọ đi, công kích đi, rồi mình với mình cũng cùng trên cái lộ trình không đời qua kiếp lại thì cũng gặp nhau mà thôi. Cho nên tất cả các vị mà bây giờ mà nghe được và bằng lòng chấp nhận nghe nói cái tư tưởng đại thừa này thì có nghĩa là các vị đang viễn trình với tôi đó, và đang chuẩn bị cái lập trường, đang chuẩn bị cái tư thế để đời qua kiếp lại cùng với tôi mà tiếp tục cái công cuộc làm tỏ sáng cái nguồn đạo lý của Đức Thế Tôn, nguồn giáo lý của Đức Thế Tôn. Cho nên tôi xin thưa như vậy. Còn những ai mà từng có duyên nghe rồi nghe không nổi rồi tắt thuyền sang bến khác, rồi thậm chí nghe rồi thời gian rồi đi gặp chuyện đụng đầu ưu tráng rồi quay trở lại rồi vậy, thấy thương con thầy mình, hồi xưa thầy mình nói mình không chịu nghe, mình cho là ông nói sân si, bây giờ đúng quá chứ, rồi trở lại nghe cũng bình thường. Tôi thấy bây giờ có nhiều người tắt thuyền sang bến khác rồi đi đụng đầu ưu tráng rồi, bây giờ cảm thấy nhớ lại hồi xưa lời thầy mình nói phải, giờ trở lại nghe cũng chuyện bình thường. Cho nên tôi thưa với các vị là người xưa họ nói câu á, chừng nào đóng nắp áo quan mới hay là nghĩa tàu khang của mình. Cái câu mà của ông Tấn Tài, ông hát cái bài mà Trang Tử Thử Vợ, hay là cái tựa đề là Mộ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh. Ông nói cái câu cuối cùng nó chừng nào đẩy nắp áo quan mới hay là nghĩa tàu khang của mình. Mà nhà Nho họ nói câu là coi như là gì đó, áo rách mới là áo mình, áo rách mới là áo mình, vợ chết mới là vợ mình. Trên đời này các vị thấy có ai mà bằng cái tình keo sơn mặn nồng như tình chồng vợ không? Nhưng mà chưa hẳn là đồng sàng mà đồng mộng, ta gọi là đồng sàng chỉ mộng. Chừng nào mà vợ chết mới là vợ mình, chừng nào chồng chết mới là chồng mình mà. Huống gì cái cuộc đời này, cái chuyện mà giữa con người qua lại với nhau, giữa học giáo pháp với nhau, thì cái người mà nghe mà nó hợp căn cơ, hợp lỗ tai, hợp cái trình độ, thì người ta bằng lòng. Dù cái lời nói có khó nghe, người ta cũng nghe được. Còn cái người mà người ta mà không có cái chủng tánh đại thừa, không có căn lành, không có những cái duyên với nhau, không có căn cơ với nhau, thì chúng ta nghe là giống như cái búa mà nó đổ vô đá vậy, nó chán nghe chịu không nổi vậy. Hôm nay chúng ta học tiếp một vị Bồ Tát, mà đây là cái vị Bồ Tát cuối cùng trong 31 vị Bồ Tát trình bày cái pháp môn không hai. Để rồi sau đó Ngài Đại Trí Văn Thù và Ngài Di Ma Cật coi như là kết thúc lại. Bồ Tát Nhạo Thật nói, thật và không thật là hai.
Thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Vì sao? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý. Chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn không thấy gì hết, nhưng không có nghĩa, nhưng không có cái gì mà không thấy. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Sở dĩ từng rồi mà tôi để dành vì Bồ Tát này là nó có cái dụng ý. Bồ Tát cuối cùng trong 31 vị Bồ Tát trình bày cái ngộ của mình, cái sở ngộ của mình về cái pháp môn không hai. Thật và không thật là hai. Ngài nhạo thật nói vậy. Thông thường trong cuộc đời này chúng ta cứ cho cái này là thật, cái kia là không thật. Nhưng mà Bồ Tát nhạo thật nói là thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Thật thấy hãy còn không thấy thật. Bây giờ tôi đơn cử cho hiện bây giờ tôi đang cầm cái bình đây, cái bình trà. Tôi rót nước trà tôi uống đây. Bây giờ các vị thật thấy cái gì? Nhưng mà đối với vị nói cho đúng thật thấy đây nè, nói cho thấy thật đây nè. Cái này nó tên là gì? Có người thì gọi đây là cái bình thủy, đúng, bình thủy nó giữ cái độ nóng lâu. Rồi có người nó thì gọi là cái bình tích. Có người gọi là cái phích. Rồi thí dụ như ở bên nước này nước kia nó gọi những cái danh từ khác nhau như vậy. Thì bây giờ thật thấy đó, thật thấy ông thầy ông tà ông thầy ông bưng cái ly nước này, cái này là cái ly nước, có người gọi là cái chung nước, có người gọi là cốc nước. Nói mà ba miền của cái nước Việt Nam nó đã ba cái tên khác nhau như vậy. Nhưng bây giờ tôi, theo quan niệm của tôi, ở miền Nam của tôi, lục tỉnh Nam Kỳ của tôi, đây là cái ly nước. Nếu ai ở miền Trung, nói không, đó là cái chung nước. Rồi ai ở miền Bắc gọi là tách nước vân vân, tùy cái vùng miền gọi cái tên khác nhau. Nhưng vậy thì tôi bảo thủ cái của tôi, cái miền của tôi, gọi cái đây là cái ly nước. Cho nên ai nói sai cái tên này là tôi không chịu. Tôi cãi sôi bọt mồm bọt mép, thậm chí cãi một hồi giận dữ, liền cái tách nước, cái chung nước cho bể luôn. Thậm chí xăng tay áo lên, quýnh lộn luôn. Chạy gì cái bảo thủ một cái tên của nó, cái tên của cái kiểu mình gọi. Thì như vậy cái nào đúng? Thật thấy đó, thấy sờ sờ đây nó, đây là cái rõ ràng là cái đồ để mà bưng nước uống nè. Nhưng mà có cái tên của nó thôi mà đã là không thật. Thật thấy hay còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Bởi vì cái tên của nó là do mình tự đặt cho nó một cái tên. Tự đặt cho nó cái tên theo cái kiểu quan niệm của vùng, của miền, của mình, của người, của tôi, của tớ. Tự đặt cho nó một cái tên để nó riêng biệt như vậy, gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh Phật giải. Như vậy thật thấy đó mà thấy nó còn không thật, huống hồ không phải thật. Các vị nên biết là có khi vì một cái tên, mình cãi vì một cái tên mà mình quan niệm đó mà trở thành tù tội, trở thành chết chóc, trở thành tử hình. Như thí dụ như là tôi cãi cho bằng được này, tôi nói theo kiểu của tôi à, nói sai kiểu của tôi là tôi bọc tai à, đó là bắt đầu phải phải là nguyên nhân của mọi đau khổ không?
Cho nên thưa các vị, tất cả sự sự vật vật trên trần đời này, các vị nhìn kỹ coi, nó đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Vì vậy nó có cái gì mà thật ở đâu? Từ cái thân ngũ uẩn của con người ta đang hiện hữu, cho tới tất cả những vật sở hữu bên ngoài, cho tới cái tâm tưởng của chúng ta có cái gì thật đâu. Cho nên thông thường á, chúng ta chỉ thấy bằng nhục nhãn thì không thể thấy chân lý. Thấy bằng cái cặp mắt của mình thì không thể thấy được chân lý. Trên cuộc đời này các vị muốn tìm vàng mà các vị không có đi lặn hụp với những cái bãi cát thì làm sao các vị bòn đãi cho được cái vàng chứ. Trên cuộc đời này mình chưa đủ phước đức nhân duyên, chưa đủ căn lành, mà quý vị đòi hỏi cái gì nó cũng như ý của mình, làm sao như ý được chứ. Sở dĩ mà cuộc đời này mình gặp những cái gì mà mình bất bình, bất mãn, bất như ý, đó là do cái mạng căn, cái phước đức nhân duyên của mình nó kém. Thành ra mình mới bị những cái thứ để cho mình dễ lui sụp, dễ thối chuyển chứ. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng, cái chương Bất Nhị Pháp Môn này nó tuyệt vời lắm. Thật thấy còn chưa thấy thật, huống hồ không phải thật. Nghĩa là trước cái thấy trước mắt như vậy chỉ là cái thấy của nhục nhãn. Còn bản chất của nhục nhãn thì ta không thể thấy được. Như tôi nói hồi nãy đó, chừng nào đóng nắp áo quan thì mới hay là nghĩa tàu khang của mình. Trên đời này sở dĩ mình bảo thủ theo cái của mình. Cho nên như vậy mà ai nghịch ý với mình là coi như mình là người đó là nguyên nhân của sự đối đầu, nguyên nhân của mọi sự tranh chấp, nguyên nhân của mọi tranh luận, nguyên nhân của mọi cái sự phủi bỏ. Vạn pháp nó không thật. Nó không thật là vì nó không có chủ tể, nó không có thường nhất, nó không có tự tại, nó không có bất biến. Con người là sanh già bệnh chết, không ai làm khác hơn được. Nên nói nó lại là vô ngã là như vậy. Mà xưa nay các vị thường nghe nó là các pháp xưa nay vật đổi sao dời mà. Vật đổi sao dời, nói theo cái danh từ miền Nam, nói theo cái chữ V, chữ D, gì thứ, vật đổi sao dời. Non mòn biển cạn, thương hải tan điền. Cho nên ta hiểu như vậy rồi đó, ta tự tại với các pháp. Cuộc đời mấy mươi năm đâu mà các vị để cho nó âu sầu, nó thái quá, để rồi nó chia ly, để rồi nó biền biệt. Thưa với đại chúng, nếu cuộc đời tôi mà nó không có những cái sự cố diễn ra đổi thay, tôi không nhìn thấy được cái chỗ này sâu sắc đâu. Từ những cái đổi thay, những cái nguyên nhân để sanh ra cho tới ngày hôm nay, tôi mới tự mình thấy mình nhẹ nhàng. Vì thật chất mà nói, con người của tôi, thưa thật với đại chúng, cho tôi phép tôi nói cái tôi cũng sống quá ư là tình cảm. Tôi cũng đặt nặng quá nhiều về tình cảm, tình nghĩa, cho nên có khi nó cũng là nguyên nhân để cho mình phải lo toan, rồi mình phải đau khổ, mình phải phiền muộn. Mình xưa nay mình cứ hay đặt để cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái khả năng, để rồi cái gì mình cũng đương đầu, thậm chí bị người ta chửi bới, người ta công kích cũng đương đầu. Hy sinh rồi mà cũng còn bị người ta chửi mà cũng vẫn không lùi bước. Cho nên những cái gì mà ngày hôm nay tôi thưa thật với đại chúng là tôi rất bằng lòng với những cái gì mà tôi đã làm mấy mươi năm qua. Dầu rằng nó không phải là lớn lao, thậm chí dầu không phải làm ai cũng đồng ý hết, ai cũng đồng lòng hết,
người ta còn cơ hiềm, người ta còn chỉ trích, người ta còn soi bói, người ta còn bơi móc, người ta còn nặng nhẹ tôi nữa cơ. Nhưng mà tôi rất bằng lòng. Bằng chứng như ngày hôm qua tại San Jose, có cái thời pháp cả mấy trăm người nghe. Dầu là không có mặt tôi, nhưng mà tôi rất vui mừng, tôi rất tự hào. Bởi vì đây là cái nhân của mình. Mình biết cái Phật tử trình độ căn cơ của họ thích như vậy, thích cái ông thầy đó. Ông thầy đó, ông nói hiền diệu, ông nói dễ thương. Cho nên tôi đứng làm cái nhịp cầu nói. Tôi dùng cái lời chân thật của tôi, cái lời nói thậm chí hóc búa của tôi, để tôi khiêu gợi, tôi khiêu chiến, để cho ông thầy đó có một cái buổi nói pháp tối hôm qua cả ngàn người nghe. Như vậy là tôi không gầy cái duyên lành là gì. Những người nghe pháp tối hôm qua, nếu những người mà họ thương, họ hiểu được đây là có cái duyên nhờ ông thầy này, ông thầy kia đứng làm nhịp cầu nói, thì tôi mát bụng chút vậy. Còn nếu họ không khéo, họ thậm chí họ chửi tôi cũng mát bụng vậy. Họ cũng được nghe pháp vậy. Không sao hết. Rồi những cái gì tới đây, dài dài tới đây, coi như tôi cũng bằng lòng, tôi cũng thuận ý hết. Dù rằng tôi có mặt tham dự hay không có mặt tham dự, tôi cũng cảm thấy vui là mình đã gây được cái mầm nhân rồi. Cho nên thưa với các vị, trên cuộc đời này á, các vị đừng sợ cái tiếng người ta chê, mà mình làm đúng lương tâm lương tri của mình đi, mình làm đúng cái tâm nguyện của mình đi, rồi á, thậm chí mình là phàm phu mà, có khi mình làm chưa đến nơi tới chốn, mình bỏ giữa chừng mà mình khơi mầm cho người khác làm, cũng chẳng có lỗ lã gì. Chỉ sợ những kẻ yếu hèn, những kẻ gọi là cầu toàn trách bị, những kẻ gọi là tham phú phụ bần, những kẻ sợ nhơ bẩn, không dám gần người này kia người nọ, sợ những kẻ đó thôi. Chứ còn mình không sợ. Tất cả việc mình làm, thánh hiền biết, trời Phật biết, lương tâm lương tri của mình biết, như vậy là mình vui rồi thưa các vị. Như đời tôi thưa thật các vị, kể từ khi qua Mỹ này, tôi không dám nói ở Việt Nam, kể từ khi qua Mỹ này, coi như là dịnh hai đầu gối đứng lên, qua Mỹ này, không có tình người mà, tôi nói theo kiểu thế gian là không có tình người. Thậm chí cũng giống như cô Lụ của hoàn cảnh của đời cô Lụ. Cái người mà không biết đó, nó là cô Lụ này, tại sao mà khi ông Hai Thành, ông Nguyễn Minh Thành, Võ Minh Thành bị bắt đi lưu đài ngoài Côn Đảo, ở nhà cô Lụ lấy ông Hội Đồng Thăng. Người ta xa lánh cô Lụ, người ta không dám gần gũi cô Lụ. Càng ngày đầu tiên thì xa lánh là đây là một con đàn bà hư hèn. Thứ hai là xa lánh là vì con đàn bà này nó lấy ông Hội Đồng, cho nên nó làm vợ ông Hội Đồng. Nhiều cái thứ để xa lánh. Cho tới khi mà Hai Thành trở về, cô Lụ cổ mới nói thật, cổ nói mình có biết lúc đó vợ của một tội nhân, vợ của một cái người lãnh án lưu đài ngoài Côn Đảo, người ta giúp lời chứ ai giúp của đâu mình. Rồi cái giọng cô Bạch Tuyết cô nói, người ta giúp lời chứ ai giúp của đâu mình. Vợ của một phạm nhân, vợ của một người làm chính trị, vợ của một người mà lãnh án lưu đài ngoài Côn Đảo, một bữa ăn người ta không cho, đừng nói chi ở nhờ ở đậu. Cho nên cuối cùng rồi cô Lụ sao? Cô Lụ phải tái giá. Tái giá là chấp nhận cho mình cuộc đời mới. Để gì? Vì cái sự sống của đứa con trong bụng, vì cái mầm nó sắp sửa chào đời đó mình. Như vậy rồi ai trách, ai khen, ai hờn,
ai quán. Còn cái miệng đời thì thôi, cái miệng đời thì cái người đàn bà hư hèn, trắc nết, chồng đi ở tù, vợ ở nhà đi lấy hội đồng thăng. Thưa các vị, cho nên mình không hoàn cảnh đó, mình không hiểu được cái hoàn cảnh của người ta đâu. Mà cho tới khi cô lụa của nó thật với ông Võ Minh Thành như vậy thì các chị nghĩ sao? Người ta giúp lời chứ ai giúp của đâu mình. Vợ của một phạm nhân bị lưu đày ngoài côn đảo, một bữa ăn người ta còn không dám cho, chứ đừng nói chi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ thấy, cái cuộc đời có nhiều khi các vị sống cả trăm năm cuộc đời mà các vị chưa có thấu hiểu được cuộc đời đó. Nhưng mà khi thấu hiểu được cuộc đời rồi đó thì một là cái người đó hận đời, hai là người đó yêu đời để nhờ cuộc đời đó mà cho mình có một cái sức đứng lên. Mà tôi thường hay nhắc cái câu là nhân sanh trí dị sanh, trí sanh chi dị lão, tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đạo. Con người sanh ra nó chưa có đủ cái trí tuệ sáng suốt, chưa có sanh liền đâu. Cho nên mà trí sanh chi dị lão, khi con người hiểu biết thì coi như là bắt đầu đã già rồi. Tâm trí nhất thiết sanh, một khi con người mà đủ cái trí tuệ để rồi có cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có cái tâm rộng mở với người khác thì coi chừng bất giác vô thường đạo. Không khéo vô thường nó đến rồi. Cho nên con người chúng ta đừng ai nghĩ rằng mình thông minh, tài trí, anh hùng á. Nhưng mà si mê dại dột thì cũng chung một gò. Nó quan trọng ở đời, con người ở đời nó có bớt đi những cái lầm chấp của cái hai hay không. Cho nên vạn pháp nó không thật, biển cạn non mòn, thương hải tan điền, sao vật đổi sao dời, tất cả các pháp nó vô ngã là như vậy. Vì vậy hiểu được nó như vậy để rồi chúng ta hạn chế được cái vui buồn, cái thương ghét ở trong ta. Đó là trải qua hết 31 vị Bồ Tát. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ của mình và kết quả cùng đến một mục đích, có nghĩa là thể nhập pháp môn không hai. Tất cả Bồ Tát 31 vị đã qua trình bày cái mỗi mỗi sở ngộ của mình, kết quả là chỉ nhằm một mục đích là sở ngộ được, thể nhập được cái pháp môn không hai. Có nghĩa là trở về với cái căn bản trí, hay gọi là cái vô phân biệt trí. Còn bây giờ mình còn cái trí phân biệt là mình còn vô lượng vô số cái phiền não, là mình còn lỗ lã thiệt thòi sống trên cuộc đời này. Vì mình phân biệt cho nên mình không học được cái hay của người khác. Vì mình không biệt, phân biệt cho nên mình mới mất bạn, mất bè, mất tình, tri kỷ, mất nghĩa, thâm giao, mất đi cái sự bình đẳng của các pháp. Cho nên sở dĩ Đức Phật, tôi nói hoài là Đức Thế Tôn của mình, sở dĩ Ngài thành tựu Đạo Bồ Đề là Ngài trở về với cái căn bản trí đó. Cho nên mới có câu là văn thù là thầy của ba đời chư Phật, hay là trí tuệ là thầy, là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật. Còn những cái thứ mà mình ngày hôm nay để rồi mình vui, mình buồn, mình dinh, mình nhột, đây là phải, đây là trái, đây là thương, đây là ghét, đây là tội, đây là phước, đây là thiện, đây là ác, đây là yêu, đây là ghét. Tất cả những cái thứ đó đều là cái trí phân biệt, cái thức phân biệt của chúng ta. Nó là bắt nguồn từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cộng với cái ý thức. Còn sở dĩ Đức Phật cũng như chúng ta,
Nhưng mà ngài, các vị nên nhớ cái cuộc đời mà thành tựu một vị Phật, nó có trải qua vấn đề là thập bát bất cộng pháp nha. Tôi nói đây là tôi nói trên văn tự, trên cái đại lạc. Tôi biết là các vị mà không có nghiên cứu, không học là nghe cái này đó, nó giống như là cái đồ bỏ vậy đó. Thậm chí cái đám tu sĩ cạo đầu mặc áo mấy mươi năm mà có khi còn không hiểu điều này nữa cơ. Tôi nói vậy là khác nào tôi sốc hàng. Tôi sốc hàng là tại vì không hiểu cho nên nói không ra kinh. Mà không ra kinh cho nên dạy Phật tử không được. Thí dụ Đức Phật của chúng ta cũng là con người, nhưng mà ngài thành tựu Phật, thành tựu cái trở về với địa vị Phật của ngài là ngài nhờ cái gọi là thập bát bất cộng pháp. Thập bát bất cộng pháp có nghĩa là 18 cái pháp bất cộng, từ cái hàng thinh văn trở xuống không có điều đó. Đừng nói chi hàng trời, hàng người, A-tu-la, địa ngục và quỷ súc sanh, không có điều đó. Điều đó là điều gì? Điều đó là thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Và có một cái điều nữa là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, và nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Tôi nhớ 18 cái pháp bất cộng của Đức Phật có cái chỗ đó. Bất cộng đây là không phải ai cũng giống được, chỉ riêng có Đức Phật. Tất cả những cái việc làm do thân nghiệp của ngài là do trí tuệ của ngài điều khiển, do trí tuệ của ngài kiểm định. Tất cả lời nói của Phật gọi là nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, tất cả lời nói của Phật cũng từ nơi trí tuệ mà kiểm định. Và nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Cho nên tôi nói với các vị rằng là cái đám thầy chùa, cả cái đám sa môn đầu trọc cạo đầu mặc áo mấy mươi năm mà còn chưa phân biệt được cái bất cộng pháp của Đức Phật nữa cơ, thì dạy cho chúng sanh điều chi? Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi tự hào tự thị rằng là mình có ăn, có học, có hiểu không có. Mà nhầm tôi muốn nhắc lại cho đại chúng thấy cái Phật pháp đó mênh mông lắm. Mà ngày các Bồ Tát đã trình bày cái chỗ sở ngộ của mình để thế nhập pháp môn không hai là như vậy đó. Như vậy tất cả chúng ta đã đi ngang các Bồ Tát, mỗi vị đều trình bày cái sở ngộ của mình, pháp môn bất nhị. Nghĩa là tâm mình không còn sự đối đãi. Sở dĩ mọi thứ phiền não xảy ra là tại vì có hai. Tôi giảng cái bộ kinh Di Ma Cật này, cho nên tôi biết rằng tôi đánh đổ quá nhiều. Mà tôi đánh đổ quá nhiều không phải là vì tôi, mà chẳng qua vì cái tinh thần chung của đại chúng. Thành ra tôi trả cái nghiệp cũng không vừa đâu. Mà tôi nghĩ rằng khi mình giảng nói được thì mình sẽ có cái cơ hội thực hành được. Cho nên ngày hôm nay sau khi nó đổ một cái trận nghiệp ra thì coi như là bây giờ huynh đệ dần dần, ai mà có chùa to, Phật bự, có danh tiếng đồ đó là nó cao bay xa chạy hết. Là coi như tôi đã bằng lòng, tôi đã thỏa thích rồi đó. Nước loạn mới biết tôi thành, da bần mới sanh hiếu tử. Nhờ vậy để rồi tôi mới cảm thấy rằng cuộc đời mình một mình lang thang. Cho nên cái bài mà của thiền sư Như Quyển nói gì đó à, mình một mình lang thang trong vũ trụ sáng hà, không ai trọng ai màng, mình một mình gì đó, hay lắm. Cho nên cái con đường giải thoát giác ngộ mà ngày nay nó nhìn nhau qua cái chùa chiền, cái danh vọng, cái uy tín, cái bạc tiền, thật sự ra những cái thứ đó Đức Phật của chúng ta đã ngán ngẩm rồi, ngài đã cao bay xa chạy rồi. Còn cái đám đệ tử Phật ngày nay mà nó bưng bít những cái thứ đó
thì khác nào nó khạc đờm, khạc nước miếng rồi nó không nó liếm lại mà thôi. Cho nên mình tu hành, mình tối ngộ pháp môn công khai là như vậy. Nhớ là Đức Phật có cái vấn đề gọi là thập bát bất cộng pháp mà tôi tâm đắc lắm. Cho nên chúng ta thử thực tập tư duy và ứng dụng lòng của chúng ta, lòng vị tha vô ngã từ bi như ánh sáng bao la thanh tịnh đi. Tuy rằng nói vậy chứ tôi không hờn, không trách, không quán, không thù ai hết á. Tại vì thực chất mình hiểu rồi, các pháp nó giả mà. Nhân sanh như quyển, duyên sanh như quyển. Mình nói là mình sở dĩ mình nói chơi vậy. Trên cuộc đời này có những thứ thế thái nhân tình, có những thứ sao dời giật đổi rồi mình cũng bày đặt rồi. Bày đặt giận chơi, hờn chơi, nói chơi, nghĩ chơi chút vậy chứ. Nghĩ rồi sâu xa, thẩm sâu của chân lý nó không có gì thật. Dù cho có người nào đó thương mình cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà có chia sớt cho mình được cái đau bệnh không? Có chia sớt cho mình được cái giờ chết mà nắm mình lại, đừng chết, khoan chết, chớ vội chết không? Hay là tới cái con đường bệnh tật rồi thì cũng mạnh ai nấy ôm lấy. Mạnh thằng nào thằng nấy ôm lấy, chứ có thằng nào chia sớt được cho thằng nào. Có lỡ mà cái tình nghĩa vợ chồng đi chăng nữa mà có yêu thương lắm nữa, ông chồng có ôm bà vợ đó, mình đỡ đau cho mình, nói vậy thôi chứ đau sao đỡ được. Cuộc đời này khi tới ngã ba đường của cuộc bệnh của tử là không thằng nào đỡ được cho thằng nào. Mình hiểu như vậy để rồi mình tự mình an ủi lấy chính mình, để thường độc hành, thường độc bộ. Và trên bước đường tu của mình cũng hiển nhiên mình rất cần gọi là đạt giả đồng du niết bàn lộ. Mình cũng cần cái người để cùng với mình cái con đường gọi là đạt giả. Mình đi trên con đường niết bàn, con đường an vui. Nhưng mà nếu được thì tốt. Còn không được thì nhữ đẳng thần thanh phong tử cao mạc thị cố kiên nhân bất cố. Không thì cứ mình một mình đi. Mình đi không có chuyện gì mà ông sầu thấy quá. Đó. Bồ Tát Văn Thù tiếp tục. Chúng ta phải tập cho chúng ta có một cái tấm lòng vị tha vô ngã từ bi như ánh sáng bao la thanh tịnh. Vì mục đích của ánh sáng nhật nguyệt không sáng cho riêng ai. Lẽ đó ánh sáng không duyên cớ gì mà phẫn đục mà tổn thương cả. Thật sự cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không hề nói sáng cho riêng ai. Cho nên lẽ đó mà mình không có bị cái gì mà mình dấn đục tổn thương. Thậm chí người ta khinh khi, người ta xa lánh, người ta ruồng bỏ, người ta phỉ nhổ, người ta công kích, người ta ma lụy, mình cũng chẳng có chuyện gì mà phải khổ đau. Cho nên tội vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc phân mịch, tỷ lai, tầng cảnh, vị tầng ma, tu nhật phân minh gì đó, kim nhật phân minh, tu phổ tịch. Có nghĩa tội là chi, phước lại là chi, thiện là chi, ác lại là chi, chấp chi, hai cái gánh nặng như chì. Tội cái đáng tội là lương tâm tự hành hạ lấy, chấp chi cái danh tự nó vô nghi. Cho những thứ trên trần đời này, người ta làm bầy nhầy, người ta làm đầy dễ tội lỗi. Mà lương tâm, lương tri người ta hành hạ mà mình đâu có hay biết. Có những thứ chỉ là cái hào nhoáng chút bên ngoài mà bao nhiêu người lại hừng hợ phối bỏ mà mình có ai hay. Cho nên thưa với đại chúng, với cái nền giáo lý của Đạo Phật là các vị nên nhớ rằng
Luôn luôn Đức Phật dạy con người chúng ta cái cặp mắt này nè là nhục nhãn, nhưng mà nền giáo lý đạo Phật nó có ngũ nhãn nữa cơ. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình nhìn bằng nhục nhãn thì mình nhìn đâu? Rồi cuối cùng cũng đưa cho mình cái nguyên nhân của đau khổ, của xấu xa, của triền phược. Mình nhìn bằng cặp mắt của thiên nhãn là mình thoáng đi một chút, nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng vẫn âu sầu thái quá. Mình nhìn cặp mắt của pháp nhãn thì mình lại bỏ cái ngã không mà chấp cái pháp hữu. Mình nhìn vào cặp mắt của tuệ nhãn có nghĩa là mình sống với cái gọi là đương thể tức không. Từ cặp mắt tuệ nhãn mà nhìn bằng cái cặp mắt tuệ nhãn gọi là đương thể tức không này, bắt đầu mình có mới có được cái trạng thái gọi là an lạc, niết bàn, giải thoát thật sự. Còn nhìn bằng Phật giảng thì tuyệt vời rồi. Cho nên ngày hôm qua có Phật tử hỏi tôi, hỏi chứ hỏi kỹ lại là thinh văn là gọi là trí gì, mà Bồ Tát gọi là trí gì, Phật gọi là trí gì. Thì tôi đã từng nói thinh văn gọi là nhất thiết trí, Bồ Tát gọi là đạo chủng trí, còn Phật gọi là nhất thiết chủng trí, vậy thôi. Nhưng mà tại sao cái dùng chung cái danh từ nhất thiết trí gồm cả cho chư Phật, là tại vì khi đạt tới nhất thiết trí là đã có cái mầm bắt đầu bước đi lên rồi đó. Cho nên chư Phật cũng gọi là nhất thiết trí. Nhưng mà nếu phân tích ra thì thinh văn gọi là nhất thiết trí, Bồ Tát gọi là đạo chủng trí và Phật gọi là nhất thiết chủng trí. Cái này tôi cũng đã từng phân tích rất kỹ rồi. Mà cái này là phải những người chịu nghiên cứu, chịu tư duy thôi. Chứ còn không khéo là nghe không hiểu gì cả. Nghe không hiểu gì rồi, thậm chí còn phỉ báng nữa. Các Bồ Tát trong hội này đã nói hết rồi. Vậy xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát biểu phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù nói theo ý của tôi, tất cả pháp không nói được hết, không bàn tọt được, cũng không chỉ đúng được, không giải thích trọn vẹn được, vì vượt ngoài những câu vấn đáp của ngữ ngôn văn tự. Khế hội chân lý đó là yếu tố thể nhập pháp môn không hai. Hết giờ rồi. Xin lỗi các vị là có một số Phật tử hiện bây giờ đang ở tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, là thủ đô nước Mỹ, là những bậc trí giả. Tôi hoan hỷ là có điện năn nỉ tôi là mỗi buổi giảng cho từ 45 phút. Bởi vì cái buổi giảng, cái giờ của miền Đông nước Mỹ đó thì 7 giờ rưỡi thì lại là làm sao nghe cho tới 8 giờ mấy là người ta đi làm. Ta lo cơm nước người ta đi làm. Mà bữa nay tôi phải ráng 5 phút nữa, bởi vì lý do là cho nó hết cái chương này luôn. Tôi cái gì nói đúng, tôi hoan hỷ, tôi trân trọng là mỗi buổi giảng từ 45 cho tới 50 phút thôi. Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật, thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của Ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Ông Di Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tọa, đại chúng cả hội trường như nín thở trong chờ. Ông Di Ma Cật vẫn im lặng và im lặng, trong dáng vẻ hân hoan cảm thông được diệu ý. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói, siêu tuyệt thai, siêu tuyệt thai. Pháp môn không hai siêu tuyệt. Bắt cả văn tự ngữ ngôn, đây mới là cách thể nhập pháp môn không hai chí chân, chí thiện. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thể nhập pháp môn không hai của 31 vị Bồ Tát, trong số hội chúng có 5.000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn đồng thể nhập pháp môn không hai. Tuyệt vời. Bồ Tát Văn Thù đã tới đây đã là thâm sâu rồi. Hỏi Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát nói là theo ý tôi thì tất cả pháp không nói được hết, không bàn tọt được, không chỉ đúng được, không giải thích được trọn vẹn. Đã coi như là ghê như vậy là ngon lành rồi.
Vậy mà cho tới Bồ Tát Kim Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù quay qua hỏi Bồ Tát Kim Ma Cật: vậy thưa cư sĩ, chúng tôi chư Bồ Tát đã trình bày xong về pháp môn công hai rồi đó, theo ngài, ngài nghĩ thế nào? Thì bây giờ ông Kim Ma Cật ông điềm nhiên an tọa, cái chỗ cái câu mà điềm nhiên an tọa không có cãi nữa, chứ không phải như cái ông Thiện Tài này hỏi cái cãi, hỏi cái cãi. Điềm nhiên an tọa, trong cái sự điềm nhiên an tọa đó làm cho cả đại chúng trông chờ như nín thở. Trời ơi, cái câu này tôi nhớ hồi xưa mà cô Thanh Nga mà cô hát ở trong cái tường mà chuyện tình An Lộc Sơn Nhân Quý Phi á. Lúc mà An Lộc Sơn mà đi xuống Trường An mà mua cái quả lệ chi á, là trái vải về cho Dương Quý Phi á. Dương Quý Phi bà nói, bà cầm trái vải bà nói: An Lộc Sơn ơi, cầm quả lệ chi trong tay mà ta tưởng chừng như đất trời đang nín thở, nghe mảnh gió y lạnh ngắt như đồng. Có nghĩa là cái sự hồi hộp, cái sự trông chờ, cái sự vui mừng như đất trời nín thở. Cái câu mà của cô Thanh Nga mà cô lên cái đoạn đó với bác Tấn Tài, lúc mà nó Dương Quý Phi, ta đã vượt núi băng ngàn, ta đã xuống nơi đất lĩnh, ta đã coi như là da ngựa bọc thay để mà đem trái quả lệ chi về cho nàng đây, cho nàng đây. Thành thế thì Dương Quý Phi nói, ta cầm cái quả lệ chi trong tay mà như đất trời trong cơn nín thở. Thì lúc mà ngài Di Ma Cật im lặng điềm nhiên an tọa như vậy đó thì cả đại chúng như nín thở trong trà. Nhưng mà ông Di Ma Cật vẫn im lặng và im lặng trong dáng vẻ hân hoan cảm thông được diệu ý. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói: siêu tuyệt thai, siêu tuyệt thai, pháp môn không hai siêu tuyệt, bặc cả văn tự ngôn ngữ, đây mới là thể nhập pháp môn không hai chí chân và chí thiện. Cuối cùng rồi bắt cả ngôn ngữ. Như vậy Bồ Tát Văn Thù hỏi Di Ma Cật, thế Di Ma Cật điềm nhiên tỉnh tọa, đại chúng nín thở trong chờ, và Di Ma Cật im lặng im lặng. Chân lý tuyệt vời, hết ngôn từ văn tự, mọi người đều chứng biết vạn pháp vô sanh. Thôi, tới đây nghĩ là vừa rồi. Thì chúng ta tiếp tục học cái chương thứ 10 vào sáng thứ 5. Kính chúc quý vị luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.